đạo tỉnh Bạc Liêu về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2002. Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh của tỉnh Bạc Liêu năm 2001 là phát triển khá thuận lợi và sôi động. Việc chỉ đạo thực hiện điều chỉnh quy hoạch sản xuất vùng ngọt hóa và Nam Quốc lộ 1A được các ngành, các cấp và nhân dân hưởng ứng đồng tình, giải quyết kịp thời những bức xúc về nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của nhân dân. Đặc biệt nông nghiệp và thủy sản là hai lĩnh vực đang phát triển khá thuận lợi, tổng sản lượng lương thực tăng 2%, thủy sản tăng 76%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2000, kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng 22% so với cùng kỳ. Các mặt văn hóa, giáo dục, y tế và đời sống xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả đạt được trong năm 2001 vừa là điều kiện, vừa là động lực để Bạc Liêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP năm 2002 là 19,2%. Để đạt các kết quả trên, Bạc Liêu đã tập trung triển khai và tổ chức chỉ đạo thực hiện 5 chương trình cụ thể như sản xuất chế biến thủy sản, lương thực xuất khẩu, phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng nhà ở, quy hoạch đất đai, xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm. Trên lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản vẫn là lĩnh vực được ưu tiên quan tâm trong thời gian làm việc của Thủ tướng với tỉnh Bạc Liêu. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nêu ra những biện pháp để góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bạc Liêu như đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, xây dựng cơ sở công nghiệp chế biến và thủy sản. Đây cũng là một thế mạnh của tỉnh Bạc Liêu. Các ý kiến cũng đưa ra những biện pháp về tạo nguồn vốn cũng như một số cơ chế chính sách của Trung ương tạo điều kiện để giúp cho Bạc Liêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao vào năm 2002. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm phát biểu ý kiến nhấn mạnh đến những tồn tại như tỷ lệ hộ nghèo còn cao, suy dinh dưỡng trong trẻ em còn lớn, mặt bằng dân trí thấp, nhất là các văn hóa phẩm đồi trụy đang xâm nhập vào địa bàn dân cư, phát sinh các tệ nạn xã hội. Theo Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Bạc Liêu phải có những chuyển biến rất mạnh về các vấn đề này bằng các biện pháp cụ thể, tổ chức thực hiện một cách bài bản, khoa học, đồng bộ, tạo ra phong trào rộng khắp trong nhân dân, chống tư tưởng ỷ lại, phải có ý chí vươn lên thoát nghèo. Phó Thủ tướng nêu rõ, Bạc Liêu cần quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ xã đáp ứng với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ mới. Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu ý kiến, đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Bạc Liêu để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm qua. Nhất là lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đã góp phần quan trọng vào nguồn thu ngân sách đáp ứng một phần chi tiêu thường xuyên trên địa bàn, từng bước nâng dần mức sống và ổn định đời sống của nhân dân. Mặc dù vậy, Thủ tướng nhận định Bạc Liêu vẫn là tỉnh nghèo, chưa tận dụng và khai thác triệt để tiềm năng thế mạnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp còn chậm. Nhiều lĩnh vực phát triển còn mang tính tự phát nên hiệu quả thấp, không vững chắc. Thủ tướng Phan Văn Khải nêu rõ, cùng với việc phát triển công nghiệp chế biến, Bạc Liêu phải chú ý phát triển một số ngành công nghiệp khác để phục vụ nông nghiệp và thủy sản. Đề cập đến mục tiêu kinh tế xã hội đã được đưa ra trong báo cáo của tỉnh Bạc Liêu, Thủ tướng cho rằng Bạc Liêu đã xác định đúng và chọn được hướng đi phù hợp. Nhưng Bạc Liêu phải tập trung trí tuệ của tập thể lãnh đạo để tính toán kỹ từ khâu triển khai kế hoạch cho đến việc tổ chức thực hiện, bước đi cách làm cho từng ngành nghề lĩnh vực, tận dụng lợi thế so sánh, chú ý đến vùng trồng lúa, kết hợp một lúa cộng một tôm hoặc hai lúa một màu, nâng cao năng suất và chất lượng để người dân ngày càng có thu nhập cao hơn. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải theo hướng nâng cao chất lượng và đạt giá trị cao trên đơn vị canh tác. Muốn đạt được điều đó, Thủ tướng nhấn mạnh đến việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cây trồng vật nuôi, hướng dẫn nông dân sản xuất và quan tâm đến việc đầu tư về công nghệ chế biến để nâng cao giá trị hàng hóa. Thủ tướng nhắc nhở lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cần nắm vững và triển khai sâu rộng nội dung nghị quyết Trung ương 5 về công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn, kinh tế hợp tác và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, bảo đảm dân chủ công khai, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền, giải quyết thấu đáo nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thủ tướng cũng chỉ rõ, hiện tại số hộ nghèo của Bạc Liêu còn quá cao, cần phải có bước đi cách làm cụ thể xuống từng thôn, từng ấp, từng hộ gia đình, trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên trong việc xóa đói giảm nghèo để giảm nhanh tỷ lệ hộ đói nghèo xuống mức thấp nhất, tiến tới không còn hộ nghèo và tái nghèo trở lại. Thủ tướng cũng yêu cầu các ngành trung ương phải giúp đỡ địa phương quy hoạch cụ thể từng dự án với công trình thủy lợi, nuôi trồng và chế biến thủy sản, công tác khuyến ngư, đặc biệt là chú ý tới những vùng còn khó khăn. Thủ tướng Phan Văn Khải cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu phải quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, nâng cao mặt bằng dân trí, một yếu tố quyết định đến sự phát triển, đáp ứng với yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới của địa phương cũng như cả nước. Chương trình thời sự tiếp tục với những tin kinh tế. Một trung tâm làm lạnh sữa đã được khánh thành và đưa vào sử dụng tại Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm góp phần nâng cao chất lượng nghề chăn nuôi bò sữa. Trung tâm do công ty liên doanh sữa Việt Nam Formos đầu tư có công suất làm lạnh theo thiết kế 55 tấn sữa một ngày. Hiện trung tâm đang thực hiện thu mua cho hơn 1.000 hộ nông dân chăn nuôi bò sữa ở Củ Chi với sản lượng trung bình trên 37 tấn sữa mỗi ngày. Đây là một phần của chương trình trị giá 6.6 triệu đô la mà Formos cam kết hỗ trợ nông dân trong vùng phát triển các cơ sở chăn nuôi đàn bò sữa. Việc khánh thành trung tâm làm lạnh sữa là một bước tiếp tục trong chương trình phát triển
để thực hiện mục tiêu khuyến khích sản xuất sữa tươi địa phương. Bà con nông dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng vừa có một tin vui, đó là một nhà máy chế biến sữa bò lớn nhất miền Bắc đã được khởi công xây dựng ngày hôm qua tại xã Minh Quang, huyện Mê Linh. Đây là cơ hội lớn để bà con nông dân địa phương đẩy mạnh việc phát triển đàn bò sữa, tăng thêm việc làm và thu nhập từ nghề chăn nuôi. Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tản đã tham dự lễ khởi công nhà máy. Theo thiết kế, nhà máy biến sữa đặt tại Vĩnh Phúc có công suất chế biến 40 triệu lít một năm với tổng đầu tư khoảng 80 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ đi vào hoạt động từ quý tư năm nay. Vùng nguyên liệu cung cấp cho nhà máy này hoạt động sẽ trải dài trên một địa bàn rộng lớn với số lượng bò sữa lên tới 20.000 con. Hàng vạn hộ nông dân sẽ có điều kiện để phát triển chăn nuôi đàn bò sữa, cung cấp nguyên liệu cho nhà máy. Xã miền núi Bắc Bình, huyện Lập Thạch là nơi bà con chỉ quen độc canh cây lúa nên đời sống còn khó khăn. Thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc, bà con trong xã đã mạnh dạn nuôi thử gần 50 con bò sữa, bước đầu đã đạt hiệu quả. Trung bình mỗi gia đình có thể thu từ 3 đến 4 triệu đồng tiền sữa một năm. Như gia đình chị Dần chẳng hạn, sau khi được hướng dẫn về kỹ thuật như trồng cỏ ngoại, chăn, vắt sữa, chị đã nuôi thử 4 con, giá trị kinh tế gấp 3 đến 4 lần so với trồng lúa. Thấy lợi, chị cũng muốn nuôi thêm để cải thiện đời sống gia đình, song cái khó nhất vẫn là khâu bảo quản và chế biến. Gia đình của tôi là nuôi 4 con, thế nhưng mà bán sữa ròng là rất là vất. Đi coi như là hơn 2 tháng nay là toàn đi bán sữa, mỗi hộ ta mua lửa cân, mỗi hộ mua cân. Sớm phải ra dậy, vắt xong lại nấu đem đi rất là vất vả. Nhưng bây giờ nếu mà nhà máy sữa mà có thì chúng tôi sẽ phát triển thêm để nuôi, để tăng thu nhập cho gia đình. Việc khởi công xây dựng nhà máy sữa sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh và đẩy nhanh chủ trương công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn, hướng phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến. Tuy nhiên, để phát triển nhanh vùng nguyên liệu bò sữa với số lượng lên tới 20.000 con tại địa phương, tỉnh Vĩnh Phúc cũng có một số kiến nghị với nhà máy và các cơ quan liên quan về cơ chế chính sách đối với bà con vùng nguyên liệu. Trước hết là phải lập cái quy hoạch chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh. Thứ hai là phải tạo ra cái cơ chế chính sách phù hợp để hỗ trợ người nông dân. Là kiến nghị với nhà máy chế biến sữa cùng với các doanh nghiệp và có sự hỗ trợ của ngân hàng để cung ứng các dịch vụ như vốn, như công nghệ, như kỹ thuật chăn nuôi cho bà con nông dân, và đặc biệt là quan tâm đến kỹ thuật trồng cỏ. Hiện tại, trong khi chờ nhà máy đi vào hoạt động, nhà máy chế biến sữa Hà Nội đang cùng chính quyền địa phương đưa các giống bò có năng suất sữa cao và các loại cỏ nhập ngoại trồng tại các vùng nguyên liệu của tỉnh. Đồng thời, nhà máy sẽ nhận bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con nông dân để bà con có thể yên tâm phát triển mạnh đàn bò sữa, thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc. Sau Tết Nhâm Ngọ, bà con làm nghề đánh bắt xa bờ ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã ra khơi, và hôm nay đoàn tàu trở về trong niềm vui lớn bởi các tàu đều áp cá bầu, hay còn gọi là cá ngừ đại dương. Kể từ sau Tết đến nay, các trại cá ở cửa biển Thiện Chánh, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định chưa bao giờ có cảnh tấp nập như hôm nay. Chuyến đầu tiên trong năm Nhâm Ngọ, bà con ngư dân làm nghề đánh bắt xa bờ ở Tam Quan Bắc đã trúng mùa cá bò gù. Các chủ tàu đều phấn khởi bởi kết quả mỹ mãn của chuyến ra khơi đầu năm. Sau Tết thì riêng trà tôi thì đi vô được 40 con cá bò gù. Cùng bà con cũng có chiếc cũng có nhiều hơn, mà có chiếc cũng có tạm tạm ít hơn chút đỉnh thôi, cũng khoảng từ 70 đến 100 triệu. Ông Bình chỉ là một trong 70 tàu trúng cá đợt này. Trung bình các tàu cập bến câu được từ 8 tạ đến 1 tấn. Hiện nay giá bán trung bình là 65.000 đồng 1 kg, thì đợt ra quân đầu năm này, xã Tam Quan Bắc cũng thu được hơn 2 tỷ đồng. Ngoài cá bò gù, có tàu còn đánh được rất nhiều các loại cá khác nhau như cá nhám. Tuy giá cá nhám thấp hơn cá bò gù nhưng cũng giúp bà con tăng thêm thu nhập. Trúng mùa cá, các loại dịch vụ hậu cần nghề cá nhộn nhịp hẳn lên với việc làm nước đá, cơ khí, vận tải. Và mấy ngày nay, tấp nập cánh tư thương, xe cộ ở mọi nơi đổ về cửa biển Thiện Chánh để chờ những chuyến tàu xa khơi sắp về. Hiện nay, huyện Hoài Nhơn có 1.820 chiếc tàu với tổng công suất hơn 77.500 mã lực. Đây là huyện có nhiều tiềm năng trong việc nuôi trồng và đánh bắt thủy sản của tỉnh Bình Định. Đợt ra quân đánh bắt đầu năm thắng lợi lớn là niềm vui và cũng là sự mở đầu xuôi chèo mát mái của các ngư dân ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Theo Bộ Thủy sản, từ đầu tháng 2 đến nay, giá xuất khẩu cá ba sa và cá tra thành phẩm của Việt Nam sang thị trường Mỹ đã liên tục tăng và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng hơn nữa do nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ thường tăng lên từ sau tháng 3 này. Thực tế thời gian qua cho thấy, do cách tiếp cận hài hòa của ta nên tiến độ xuất khẩu cá ba sa và cá tra của Việt Nam sang Mỹ không mấy bị ảnh hưởng từ việc tranh chấp về thương hiệu Catfish. Để tăng cường quan hệ giao lưu buôn bán cho các doanh nghiệp của hai nước, sắp tới 40 đại